Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft rồng sinh tồn. Và hiện tại thì nhóc rồng của mình á vẫn còn rất là bé luôn. Thế nên là hôm nay chắc mục tiêu của mình đó chính là nuôi lớn rồng hoang dã trước đi, để cho rồng đủ tuổi trưởng thành rồi sau đó mình sẽ nhờ rồng luyện cho mình vài cái thép rồng từ cái lò luyện rồng mà mình vừa xây trong thời gian gần đây ha. Sắp có vũ khí mới xịn sò để dùng luôn rồi. Và thịt thì mình không có thiếu, mà mình chỉ thiếu mỗi xương thôi. Thế nên là chuyến khám phá sắp tới thì chắc mình sẽ săn khá là nhiều những cái con xương trắng để mình lấy những cái khúc xương của nó. Và ngoài ra thì bữa nay mình dự định là mình sẽ chuyển sinh thêm một lần nữa, vì mình đã từng làm rồng hang động nè, rồng rừng xanh bữa giờ, rồi bây giờ chỉ còn mỗi rồng biển cả là mình chưa có chuyển sinh thôi. Thế nên là hôm nay mình sẽ quyết định rồi, mình sẽ làm rồng biển cả một hôm. Và đây cũng là loài rồng có nhược điểm lớn nhất, tuy nhiên cũng sở hữu sức mạnh cao nhất trong tất cả các loài rồng luôn á. Và sau khi chuyển sinh xong thì lập tức cái thanh thức ăn mình đã biến đổi và ngoại hình của mình cũng khác rồi nè. Giờ thì mình đã không có màu xanh của rừng xanh nữa, mà mình chuyển sang màu xanh nước biển của đại dương rồi. Và trên thanh thức ăn mình có một cái thanh nước ấy, đó chính là cái thanh rất là quan trọng đối với rồng biển cả nha. Vì sau khi mà lên cạn một thời gian á thì mình sẽ bị khô đi, thành thử ra mình sẽ dần mất cái thanh nước đó, và mình có thể sạc lại bằng cách là nhảy xuống nước thôi. Khá là đơn giản. Thức ăn bây giờ thì mình sẽ tập trung vào là cá đấy. Mình ăn thịt vẫn được, nhưng mà mình sẽ bị đói nha. Vậy là khẩu phần ăn sắp tới của mình chắc phải đi săn rất là nhiều cá mới đủ để đáp ứng cho mình rồi. Ây, căng phết đó chứ. Đó cũng là một phần lý do mà làm rồng biển cả khá là khó đấy. Và cái tình trạng mất nước này thì mình có thể khắc phục bằng cách là mình sẽ chế tạo cái đèn hiệu cho rồng biển cả. Mình sẽ làm liền luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ dời rồng con qua bên đây một xíu đi. Mình sẽ bắt rồng con qua đây để mình lấy cái bàn chuyển sinh này. Rồi từ cái bàn chuyển sinh đó thì mình sẽ kết hợp với cái đèn hiệu. Đây. Rồi từ cái đèn hiệu rồng mình sẽ kết hợp với một khối vàng nữa. Vậy là mình đã có thể tạo ra được cái đèn hiệu cho rồng biển cả rồi nè. Cách dùng thì vẫn tương tự thôi, mình sẽ đặt xuống. Rồi sau đó mình sẽ kích hoạt lên ha. Ui, đó các bạn thấy chưa? Mất nước rất là nguy hiểm luôn. Trời ơi. Cứ một giây là mình sẽ bị mất hai trái tim đấy, thế nên là mình phải thật là cẩn thận. Wow. Và kỹ năng của mình bây giờ thì nó cũng có một chút khác biệt rồi. Mình sẽ mang cái hơi thở, không phải là hơi thở nước đâu, mà là hơi thở giống như là sấm sét hay là điện gì á. Đây là một trong những hơi thở mạnh nhất của tất cả các loài rồng ấy. Còn kỹ năng thứ hai là kỹ năng có vẻ là quả cầu sấm sét. Ui, đã nhá. Dạng kỹ năng là mình thấy khá là mạnh đấy. Những kỹ năng này mình phải test mới được. Nhưng mà mình ăn nhiều thịt quá, cái là mình bị ngộ độc thực phẩm rồi. Chưa bây giờ để mình đi ra biển, mình đi săn một ít cá mới được. Rồi tới biển rồi. Cá mình cần cá. Cá đâu? Ủa sao cái biển chả thấy con cá nữa vậy? Ui, xuống nước thì tối sầm luôn. Không được rồi, mình phải kích hoạt cái kỹ năng tầm nhìn dưới nước của mình lên mới được. Mình là rồng vua biển mà. Rồi, đó, xuống biển cái là sáng như ban ngày luôn. Và rất là nhiều cá đây nè. Đây mình sẽ... Đó. Chỉ với một cái hơi thở thôi mà quá trời cá đã bị kiểu như là giật điện rồi cơ. Thịt cú mèo. Và khi cá mình nấu lên thì sao nhờ? Cá này không nấu được. Cá này còn có thể làm được sushi để mình ăn cho nó hồi nhiều hơn nữa. Tốt đấy chứ. Thôi được, mình sẽ bắt nhiều cá một xíu đi. Dùng hơi thở sấm sét của mình nè. Hơi thở điện đi nhờ. Mình thấy cái này nó giống điện hơn là sấm sét á. Ok. Mình sẽ dùng cái hơi thở điện này để đi đánh bắt cá. Cái này là chỉ áp dụng ở trong thế giới rồng thôi nha. Còn ngoài đời thì mình không nên dùng cách này một tí nào đâu. Ok. Mà giờ mình đói quá, chắc mình phải làm vài con cá trước cái đã. Có thật thì mới đi bắt cá được. Đằng kia có con zombie kìa. Là dịp thích hợp để mình test kỹ năng hơi thở điện của mình. Mạnh nhá. Nó chỉ cần trúng nhẹ cái hơi thở điện của mình thôi là nó lập tức bị tiêu diệt rồi. Ôi ôi con. Ui. Bữa nay zombie chết đuối còn cưỡi mấy con giám hộ nữa. Này thì zombie chết đuối nè. Mạnh 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 mạnh. Còn thử với những cái con quái vật ở cái vùng biển này coi. Hơi thở điện. Ui con này có vẻ trâu hơn nè. Con này có vẻ trâu hơn á. Thế nhưng mà hơi thở điện cũng có một cái lợi thế là sau khi mình tấn công á, kẻ địch sẽ bị dính cái hiệu ứng giật điện á. Này tương tự mình sẽ thử phun điện vào nó nè. Đấy. Mình tấn công xong rồi nó sẽ bị giật điện và một lúc sau thì điện sẽ tiêu diệt nó luôn. Khá là ok. Còn có con cầm đinh ba nữa. À thì ra ngươi chọn cái chết. Mình sẽ cho nó nếm mùi kỹ năng mạnh nhất của mình. Đó chính là kỹ năng quả cầu điện. Cho nghỉ mẹ một đi. Kỹ ta. Khoan, hình như hình như có gì đó sai sai rồi. Kỹ năng mạnh nhất như vậy là toán rồi. Khá là khó để nhắm trúng nha. Còn con này nữa. Thôi. Hít hơi thở điện đi. Không sao. Kỹ năng quả cầu điện của mình có vẻ khó trúng nhưng mà hơi thở điện của mình thì nó khó lòng mà né được. Nhưng mà mình quên mất nhờ, mình ra đây để mình đi săn cá mà ta. Thôi kệ mấy con đó đi. Giờ mình tập trung chuyên môn đi bắt cá để mang về làm đồ ăn trước nè. Mỗi lần làm lò rồng mới là phải y như rằng, gặp khá là nhiều vất vả trong giai đoạn đầu luôn á. Mình không muốn săn mấy con cá đó tí nào đâu, nhưng mà nó lại gần mình thì mình sẽ tấn công nó luôn. Thì ra nó chọn cái chết. Đây rồi, lần này chúng thì khó lòng mà sống nổi. Một phát một là có thể hạ được những cái con cá lồng đèn kia ha. Thế nhưng mà cái kỹ năng mạnh nhất của mình á thì cái thời gian hồi chiêu của nó khá là lâu luôn. Nên là mỗi lần mình dùng chiêu á mình phải nhắm cho thật chuẩn mới được. Ngoài này còn có Axolot nữa kìa. Hên vậy, nay mình ra biển mình gặp Axolot. Thôi được, mình sẽ bắt Axolot mang về thả trong cái hồ nhà mình ha. Rồi. Ui con cái này nó dí mình. Đừng. Dám dí. Dí đi cặp và mong mình hả? Mấy con này giật điện nè. Một giật thôi là nguyên đàn cá đi luôn. Quá ghê gớm. Và hình như đây là một trong những thứ giúp mình chế tạo vũ khí xịn nè. Con này đi định lúc người ta không để ý rồi cắn lén cái gì. Nãy giờ thì mình cũng săn được một mớ cá rồi đó. Tuy nhiên thì cũng không quá nhiều. Chắc mình sẽ đi thêm vài vòng nữa coi. Coi còn có đàn cá nào bự bự nữa không, để mình săn thêm luôn. Trên đường đi tìm tảo bẹ thì mình phát hiện ra đây là Princess. Lại là Princess nữa. Lại là công chúa. Công chúa và đội kỵ sĩ đang đi ở cái vùng biển này à. Bữa giờ mình chưa có tìm được công chúa. Thôi thì mình còn đúng một cái mớp capture nè. Ok, mình sẽ thay mấy thanh niên kỵ sĩ này bảo vệ công chúa ha. Ok, sắp tới các ngươi về được rồi đó. Vì vậy chứ mấy cái việc bảo vệ này mình lo tuốt được. Giờ mình mạnh lắm, mình là rồng biển cả mà. Hơi bị khỏe luôn. Ví dụ cá mập nha, cá mập là 1 hit 1 nè. Đó. Mạnh như vậy là dư sức bảo vệ công chúa rồi. Rồi, giờ thì tới vùng biển này thì mình sẽ lấy thật là nhiều tảo bẹ về. Tại vì một xíu nữa để làm được món sushi á thì mình còn phải có khá là nhiều tảo bẹ và mình nấu nó lên á. Đây, có cả đống luôn nè. Hồi cho mình lấy về rồi làm sushi luôn. Ôi, giờ mới để ý là kế bên đây có chỗ con hay ra. Quan gia ngõ hẹp thiệt. Mình bem nó. Quả cầu điện của mình. Trời, hụt rồi. Nhưng mà chưa, mình còn một cái kỹ năng nữa mà nãy giờ mình chưa có kích hoạt á. Kỹ năng này có tên là Soul Revelation. Cái này thì nó sẽ tăng cái lượng kinh nghiệm mà mình có thể nhặt được sau khi mình tiêu diệt những cái kẻ địch á. Cũng hay. Mình sẽ bật cái năng này lên để có gì mình cày cấp tốt hơn ha. Vận sức cũng khá là lâu. Rồi sẵn tiện mình sẽ đợi cho hồi lại cái kỹ năng quả cầu điện của mình cái đó. Mình muốn test thử xem coi với kỹ năng quả cầu điện thì mình có thể đánh bại được con Hyra này mà không cần phải chiến đấu dài lâu không. Tại vì càng đánh lâu thì có con Hyra nó càng mạnh á. Mình không muốn điều đó xảy ra tí nào. Và cái năng quả cầu điện của mình đã được hồi rồi nè. Để coi coi nó đang núp ở đâu. Ui, Ripper sao chui trống vậy. Rồi, góc này là mình thấy khá là đẹp rồi đó. Vận sức và chuẩn bị tung đòn kết liễu vào trong. Lại vậy hổ. Kìa, nó đứng ra đó để nó chọc tức mình luôn kìa. Cày thế nhờ. Lần này thì sẽ không hụt nữa đâu. Mình sẽ nhắm kỹ nhất có thể. Góc bắn này là cực đẹp rồi đó. Chuẩn bị nè. Lần này thì sao? Ui, mới cụp được một cái đầu của nó hả? Ý, thử hơi thở điện nào. Để xem nó có chịu nổi hơi thở điện của mình hay không. Liên tục là hơi thở điện luôn. Ui, nó mạnh vậy. Nó trụ được sau một lúc nhận hơi thở điện của mình. Wow, kinh khủng thiệt. Nó vẫn còn 20 mấy máu này. Mình sẽ liên tục tấn công cận chiến nó. Ồ, nó vẫn như vậy. Nó vẫn có khả năng siêu hồi phục. Mình sẽ liên tục thả thêm hơi thở điện vào để bội thêm sát thương. Cận chiến có vẻ không si nhê nó lắm. Nó còn 3 máu thôi. Ý, mình hết năng lượng rồng rồi. Mình còn bị đói nữa. Được hay không? Không được. Ây, đánh ba chuôn, đánh ba chuôn. Ý, ý, ý. Ê, ăn, ăn, ăn. Đừng, đừng. Ui, mém nữa là chết đói rồi. Wow. Mặc dù mình mạnh cực kỳ luôn nhưng mà vẫn không thể hạ được nó. Sao nó có thể trâu tới vậy nhờ? Ảo thật đấy. Vận sức thêm một lần nữa. Quả cầu điện. Đấy, cái đó là đòn mạnh nhất của mình rồi đó mà nó còn không ăn thua. Mình cũng biết được nguyên nhân tại sao mình không mạnh được như vậy rồi. Đó chính là cái hơi thở điện của mình. Mạnh nhất là khi ở dưới nước nha. Lên bờ thì kiểu như bị giảm một phần uy lực ấy. Ồ, khá là tiếc luôn. Và chẳng hạn như con Long Quăng Biển Cẩm Lồ kia đúng không? Mình sẽ thử lại gần và phun điện vô nó nè. Để coi coi. Ui, nó né. Được, ngươi thích lặn xuống biển chứ gì. Ta sẽ lặn xuống biển chơi với ngươi luôn. Mình sẽ phun điện nó. Đó. Một tí xíu thôi. Nó chỉ cần trúng cái đòn điện của mình một tẹo là nó đi liền. Rất là lợi hại. Vậy là sắp tới chiến đấu mình phải dụ cái địch xuống biển thì càng tốt nha. Hoặc là xuống mấy chỗ nào có nước á, thì sức mạnh của mình sẽ phát huy tối đa đấy. Đây có anh một mắt để mình thử mình dùng quả cầu điện coi. Không ăn thua. Đấy, mình giật điện anh cái. Ui, không, không xi nhê à. Wow. Ồ, có nha. Phải giật tới tận 2 lần thì mới hạ được anh một mắt. Tuy nhiên thì như vậy cũng khá là mạnh rồi. Ừ, đằng kia có con rồng. Nó đang ngủ kìa. Ngủ cọ cọ luôn. Cho nó có giấc ngủ ngàn thu nào. Đấy, trời ơi. Mạnh cực kỳ luôn. Khi chết, sau khi chết mà vẫn còn hiệu ứng điện cơ. Không khinh thường được cái hơi thở điện này. Ê, mình muốn kiếm mấy cái con rồng bự bự để mình bem nó quá. Ấy, chết rồi mình. Ôi, hồi nãy mình bất cẩn quá. Đáng lý ra mình phải lấy cái lọ thủy tinh mình múc máu rồng thì mới hợp lý. Tại vì mình đang chuẩn bị luyện thép rồng mà. Ừ nhờ. Không sao, một xíu mình sẽ cẩn thận hơn. Mình sẽ lấy máu rồng cũng không muộn. Ủa, cái gì đây? Phán tôm. Thì ra ngươi muốn điện giật TT chết từ từ à? Này thì phán tôm nè. Nó muốn tìm tới cái chết. Mà thường thì trong đài chính xác rồi. Mấy cái tổ rồng hoang dã thì sẽ có rất là nhiều xương luôn á nha. Bình thường mình thấy đây nhiều nè. Bình thường là mình thấy nhiều lắm. Đây nè. Hợp lý. Vậy là mình sẽ vừa có thể săn được rồng mà vừa sẽ săn được thêm cả xương mang về làm thức ăn cho rồng luôn. Ở đây có một cái tổ rồng băng nhưng mà không thấy con rồng băng đâu hết. Ồ. Ok, không có nó thôi mình nhảy xuống mình mình lút rương xong mình chuồn cũng được, không sao hết. Ê, có xương nè, có xương nè. Trời, hiếm lắm mới gặp được nó. Mình sẽ săn nó liền. Lụm xương, lụm xương. Mình đi tìm rồng lửa nhưng mà lại gặp ngay có con rồng băng à. Thôi kệ, gặp nó thì mình cũng xử luôn. Đây, mình sẽ phun điện nó. Rồi. Nó chưa kịp cựa ngoại gì nữa là nó đã nằm một đống rồi ha. Tranh thủ lúc này lướt trước mấy cái rương đi. kiếm thêm ít xương mang về. Giờ thì có thể lướt xác con rồng này luôn rồi đó. Kế bên còn có con xương nữa kìa. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Đưa xương ra đây. Ý, có tận 2 cái tổ rồng băng kế bên à. Trời, phải gồng lửa mà nhiều như vậy thì tốt biết mấy. Rồi, chủ động tấn công trước nào. Nhưng mà mình tiếc là cái kỹ năng quả cầu điện của mình á, ở trên cạn gần như là nó khá là khó để gây được sát thương luôn á. Chủ yếu là mình toàn dùng hơi thở điện thôi. Hoặc là kỹ năng quả cầu điện đó phải dùng ở tầm gần, thiệt là gần thì nó mới phát huy được sức mạnh ấy. Chứ nãy giờ mình dùng toàn không gây được sát thương không à. Nên chưa thấy được sức mạnh thực sự của nó. Ở đây mình có gặp một cái bộ lạc nè. À, đây là bộ lạc của Kobo. Có mấy cái bức tượng nhìn đẹp kìa ha. Con nào bắn vậy? Con nào bắn vậy? Trời, Kobo bắn mình. Mình không muốn làm rồng ác đâu. Tôi thân thiện đó, bắn tôi một hồi là tôi hết thân thiện đó nha. Mình ghé qua mình coi coi có xương không. Gì đấy, cái gì? Ây, có độc. Hung dữ quá. Bộ lạc Kobo này quá trời hung dữ luôn rồi. Yêu, đằng kia là anh khổng lồ đang ăn Ripper. Ủa sao mất tiêu rồi? À đây. Ừ đúng rồi, vô ăn thịt mấy thanh niên cướp nhân lại đi anh khổng lồ. Rồi, bữa nay mới thấy ảnh làm việc tốt á. Đây cho ảnh hành sự bên đó đi. Phía đằng này mình còn thấy một con rồng sấm sét nữa nè. Được. Hơi thở điện với hơi thở sấm sét coi hơi thở nào sẽ mạnh hơn á. Kẹo đấu bắt đầu. Ủa mà sao nó không tỉnh vậy ta? Nó không tỉnh thiệt. Hello. Ở đây nó tỉnh rồi. Để coi nó chịu được bao lâu. À, con rồng sấm sét thì nó trâu hơn những con rồng khác ha. Là nó có thể chịu được tới 2 lần hơi thở điện của mình. Cũng khỏe đấy, cũng khỏe đấy. Nhưng mà sao không có con rồng lửa đâu gần đây nha. Kỳ á. Mình đang cần rồng lửa để lấy một cái lọ máu rồng nữa cơ. Nhưng toàn gặp rồng sấm sét rồi rồng băng đồ thôi. Lọc số nhỏ thiệt. Ui. Wow. Con rồng điện này khỏe phết. Mình dùng cái kỹ năng quả cầu điện tầm gần như vậy mà nó vẫn chịu nổi kìa. Nó còn dãy dụa được. Để coi điện giật có chết được nó không. À không, nó chưa đủ chết. Lần này thì chắc nó mới chết nè. Wow, mình gặp đúng con rồng trâu rồi. Ui, rồng điện này. Con rồng sấm này cực kỳ trâu luôn. Từ nãy tới giờ đây là con rồng trâu nhất mà mình phải đối diện á. Khá đấy, khá đấy. A few moments later. Cuối cùng thì mình cũng gặp được cái con rồng lửa rồi. Hai con rồng lửa đang bem nhau à. Ôi phẩm vậy. Trời, bữa nay gặp 2 con rồng lửa luôn. Hình như bọn chúng là anh em chứ không phải là kẻ thù đâu. Được. Mình sẽ áp sát và hơi thở điện. Bãi đi đâu. Double kill. Double kill luôn. Quá là dữ cho hơi thở điện của rồng biển cả ha. Ê, cái gì đấy? Này thì con heo rừng dám cắn mình. Yeah, vậy là mình đã đủ số lượng rồng để có thể lấy máu rồi. Đây, 2 con thì mình sẽ coi coi lấy được bao nhiêu lọ. 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Wow, nhiều vậy. Mình đã có tổng cộng 8 lọ máu rồng. Tuy nhiên mình hết thủy tinh rồi, thế nên chắc mình sẽ lướt phần còn lại của cái xác rồng này đi. Cũng được thêm một ít xương. Rồi, chuyến đi săn bữa nay đã có kết quả rồi. Bây giờ thì nhanh chóng về nhà chế tạo sushi các thứ để ăn cho no lâu hơn nè. Rồi cũng như chuẩn bị cho công đoạn nuôi nấng rồng lửa ở nhà mình nữa. Tí nữa thì quên, mình phải lút thêm ít xương từ cái tổ của nó chứ. Bỏ về sớm gì thì ổn á. Tí nữa thì không vào được nhà rồi. Mình phải đập cái cửa rồng rừng ra cái đã. Để chuẩn bị thay thế bằng cái cửa rồng biển cả chứ. Giờ mình là rồng biển cả rồi mà. Mình sẽ làm theo công thức như vậy để có được 2 cái cửa rồng biển. Đặt ngược. Vậy mới đúng nè. Wow, cũng khá là đẹp, phù hợp với cái banner cây kiếm của mình luôn. Quá đã. Rồi, bây giờ về nhà thì công việc đầu tiên của mình đó chính là nấu những cái tàu bẹ này lên. để mình có thể làm ra được cái món sushi thơm ngon một xíu mình ăn ha. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ tranh thủ mình làm thêm một ít cái thức ăn cho rồng đi. Chắc rồng ở nhà cũng đói lắm rồi đó. Ý là bị mình săn nhiều xương cái thứ rồi đó mà vẫn muốn không đủ để làm thức ăn luôn á. Có bao nhiêu thì mình sẽ cho rồng ăn bấy nhiêu đi ha. Đây mình có được 39 phần ăn thôi. Nào nào nào, rồng được ăn rồi nè. Thấy rồng ngủ hả? Thương chưa? Thôi mình cũng đi ngủ đi. Sáng dậy cái mình sẽ bế ra bên ngoài. Đây. Đi lên chỗ cao cao ăn cho tiện ha. Ăn ở đâu ta? Đây, đọt cây này là hợp lý luôn nè. Rồi thả rồng xuống. Sau đó thì cho ăn thôi. Đây. Mình sẽ để coi coi 30 mấy phần ăn thì chắc sẽ đổi cho rồng lên giai đoạn 3 chứ. Thử nào. Ồ, đang rất là mau lớn luôn kìa. Giai đoạn 2 rồi. Vẫn chưa đủ. Chắc phải thêm một ít thức ăn nữa thì mà rồng mới đủ lên giai đoạn 3 ấy. Nhà cũ của mình liệu rằng còn xương hay không? Còn nè, còn một ít thôi. Cũng có thêm một ít thức ăn cho rồng. Này, cho thêm 8 phần ăn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là gán thêm 3 phần ăn nữa thôi. Tầm 50 ngày tuổi là rồng sẽ lên giai đoạn 3 hay sao ấy. Nên là một xíu nữa mình sẽ đi săn thêm vài con xương nữa là được rồi. Còn bây giờ thì mình sẽ lấy những cái tàu bè này ra để một tí mình làm thành món sushi thơm ngon. Cá thì mình săn được khá là nhiều luôn. Rồi, giờ thì làm thôi. Cả đống luôn nè. Sắp tới tha hồ cho mình ăn luôn đó nha. Và ăn một miếng đầu tiên coi. Nhầm 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 nhầm. Ồ, nó hỏi cho mình quá. Ủa, cái gì? Mình ăn sushi nhưng mà mình vẫn bị đói à? Come on man. Thế nhưng mà cái thanh đói của nó giật khá là lâu luôn kìa. Vẫn tốt nha. Không uổng công mình đi hái tàu bẹ cái thứ về mình làm. Rồi, có thêm một loại thức ăn tốt để mình có thể ăn trong lúc đi khám phá rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ đi xuống hang hoặc là đi đâu đó để mình lấy thêm một ít xương cái đó. Gán nuôi cho rồng lớn để còn giúp mình luyện ra thép rồng trong ngày hôm nay. Mình chợt nhớ ra là gần đây có cái tổ rồng đây nè. Tổ rồng băng mà lúc trước mình đánh nhau với nó mì xèo luôn. Mình sẽ coi coi, nó cái tổ nó còn quá trời xương nè. Lấy về rồi làm thức ăn thôi. Vừa đủ 3 phần ăn luôn á. Để xem với 3 phần ăn cuối cùng này thì rồng sẽ chịu lên giai đoạn 3 hay không. Đó, vừa đủ luôn. Và bây giờ mình có thể cưỡi được rồng. Ôi, cái gì vậy? Ui. Ui, cái chuyện gì vừa xảy ra vậy? Wow, ảo ảnh nè. Mình cưỡi rồng cái mình xuất hiện nhân bản ở phía trên lưng này. Độc lạ thế giới rồng có khác nha. Rồng, cưỡi rồng, cưỡi rồng. Coi này. Ảo thật ấy. Ồ. Bây giờ mình có thể sử dụng hơi thở lửa từ việc là nhờ rồng lửa phun giùm mình á. Chứ mình không có phun được ra lửa, mình chỉ phun ra điện thôi. Rồi giờ mình sẽ đáp xuống dưới này để chuẩn bị cho rồng bắt tay vào công việc luyện ra thép rồng thôi. Rồi ngồi yên đây đi. Mình sẽ lấy sắt. Sắt mình có sẵn. Nè nè nè, sắt ở đây. Giờ cho máu rồng vào. Cho sắt vào nữa. Rồi. Tên tên. Giờ thì rồng lửa đã bắt tay vào việc luyện ra những cái thép rồng cho mình rồi. Wow, cố lên nha. Cho ăn sushi nè, ăn không? Rồng không ăn sushi. Ok. Ủa gì đây? Oh my gosh. Mình đừng nên đứng trước cái đầu của rồng lửa nha. Wow. Phun lửa một phát ngột. Mình muốn đi luôn á. Ghê thiệt. Nãy giờ ngồi đây vận sức hà lửa thì rồng của mình đã luyện ra được một mớ thép rồng rồi nè. Bây giờ mình sẽ dùng nó để chuẩn bị chế tạo ra thanh kiếm bằng thép rồng. Sở hữu sức mạnh 35 sát thương. Cực khủng luôn nha. Tuy nhiên thì nó cần tới 6 thép rồng lận. Hiện tại thì được. Vừa đủ rồi nè. Mình đã có đủ 6 thép rồng rồi. Vào trong hang để mình lấy cái xương của con xương đen. Mình kết hợp với một cái cọng chỉ. để tạo thành cái Wither Handle, và sau đó làm liền cái thanh kiếm bằng thép rộng đầu tiên của mình. Trời ơi, sát thương của nó cực khủng luôn á, 35 luôn. Và với thanh kiếm mới mạnh như vậy á, thì bây giờ mình muốn đi tìm một cái loài rồng cũng mạnh không kém. Và loài rồng này thì trước giờ mình chưa từng gặp trong những cái chuyến đi khám phá của mình luôn á. Thế nên là hôm nay mình rất là muốn gặp cái loài rồng đó, và cũng như thử kết bạn. Ok, thức dậy nào rồng lửa. Vậy thôi, bữa nay thì mình sẽ dắt theo cả rồng lửa nữa, để có gì cả hai cùng nhau chiến đấu ha. Và bây giờ mình sẽ thử kết hợp vừa hơi thở rồng điện của mình và hơi thở lửa của rồng coi có được không. Ui, được nha. Mình và rồng lửa có thể cùng nhau kết hợp để tạo ra cái chuỗi combo cực mạnh luôn nha. Vậy thì hay biết mấy. Rồng lửa thì cũng đã rất là mạnh rồi. Đó, khà lửa một phát thôi là bọn xương đồ các thứ đều nằm một đống rồi kìa. Ui, hình như mình gặp luôn hay sao ơi. Mình mới thấy. Ô, kia rồi. Chính xác là loài rồng đó. Đây là rồng hoàng đế đỏ nha. Nó có tên là Red Royal gì á, nhưng mà mình gọi là rồng hoàng đế đi. Ồ, bình thường màu đỏ nhưng mà dịp Giáng sinh này là chuyển màu rồi. Mình sẽ cho bạn coi nhé. 60 mấy máu thôi. Wow, nhưng mà loài rồng này thì khá là khó để kết bạn. Mình đầu tiên là mình cần phải đánh gục trước cái đã. Ok, thế nên là tranh thủ lúc mà rồng ngủ thì chắc mình sẽ ra tay luôn á. Ui, nhưng mà rồng có cái mũi đỏ đỏ nhìn dễ thương vậy. Ok, giờ ra tay thôi. Ui, xỉu chưa vậy? Oh, mình đánh một cái mà rồng chưa xỉu kìa, rồng còn có. Wow, thở ra hơi thở rồng lửa màu xanh. Ui, đẹp phải. Nhưng mà bây giờ thì mình cần phải kiểu như là đánh gục rồng hoàng đế đó trước cái đó. Trời ơi, mình đánh một phát một còn có 0.25 máu thôi nhưng mà chưa có xỉu. Này, ăn lại đi rồi còn chiến đấu tiếp. Ui da, khó nha. Ấy, mạnh vậy. Phun lửa thốn quá. Ui, rồng hoàng đế có khác. Mình đánh cái nữa mình sợ rồng đi luôn á. Thử nào. Ấy da, phun lửa liên tục cơ. Đừng có ép tôi. Phun điện lại nè. Ô, sau khi mình phun điện thì rồng đã ngất xỉu rồi. Yes, đây là cơ hội để mình thuần phục ấy. Bước tiếp theo thì khó hơn là mình phải dùng thịt để thử vận may thôi chứ biết sao giờ. Ui, thịt này không được. Phải thịt của Rác hay sao á. Cũng không được luôn. Oh gosh. Vậy là khoái thịt heo rồi. Oh no. Đi kiếm heo lẹ. Đúng là hoàng đế có khác, ăn uống cũng khó khăn nữa. Trong này có thịt heo không? Ui, thịt gà. Oh no, chúng chỗ toàn là thịt gà rồi. Mười mấy miếng chắc đủ rồi đó. Mình tin vào nhân phẩm của mình. Quay trở lại trước khi rồng hoàng đế tỉnh dậy nào. Đâu ta? Ờ kìa, vẫn còn nằm đóng ở đây. Mày thế. Tiếp tục. Ơ, sao mình không đút cho ăn được nhờ? What? Lạ vậy? Ôi trời, giờ mới để ý, ở dưới cái lườn bụng của rồng hoàng đế có hình tuần lộc nè. Ý, thành công rồi. Yay, rồng hoàng đế đã hiện team với mình rồi. Vậy mình đã thành công thuần phục được rồi á. Hồi full máu luôn rồi. Và mình hoàn toàn có thể cưỡi rồng hoàng đế để bay lượn nhá. Thích thật sự. Trời, có dáng nó ngầu gì đâu á. Dáng thì cực kỳ ngầu nhưng mà màu thì không ngầu lắm nha. Bình thường thì rồng hoàng đế sẽ có màu đỏ, nhưng mà dịp Giáng sinh này thì biến thành rồng xanh rồi, mũi đỏ nha. Mặc áo các thứ đồ nữa kìa. Ok, không sao, ngầu là được. Mà không ngờ mình may mắn gì luôn á. Tính ra rồng hoàng đế cũng ở cạnh nhà mình chứ bộ. Mới có người bạn mới là dắt đi quẩy liền. Để coi coi sức mạnh của người bạn mới này sẽ như thế nào đây. Đầu tiên là hơi thở lửa trước đi. Mình thấy hơi thở lửa này rất là đẹp luôn á. Tuy nhiên thì sát thương sẽ không bằng của rồng hoang dã nha. Mình thấy vậy. Ồ, ở đây có cái tên. Hình như đây là tên thôi miên. Mình hay gặp ở vùng băng giá nè. Này thì con nhện chơi đồ. Bữa nay con nhện mà cũng bày đặt chơi đồ nữa. Ghê thiệt. Ui, cái tên nó đâu vậy? Cái tên hay mê hoặc cơ, hay thôi miên các thứ đồ. Đúng đâu luôn. Ủa, hắn bốc hơi à? Wow, cũng được. Nói chung thì người bạn mới này cũng khỏe nha, không tới nổi. Còn về cái đòn đánh thường thì sao? Mình test thử luôn. Wow, đòn đánh thường của người bạn mới này là kiểu cào cào nha. Đó, sao thích như nào? Thích quánh nhau hả gì? Nhắm muốn lại không? Ok, không láo tét thì được. Nè, cho miếng sushi ăn đi. Ok. Ủa, đằng kia là chỗ của bọn cướp dân làng sao vậy? À đúng rồi. Hí, bữa nay mình có người bạn mới dùng hơi thở lửa. Không tận dụng thì hơi phí. Úi giời. Wow, đây là cái năng lực mà mình thấy khá là hữu ích nha. Nó có thể giúp mình trừng trị những cái tên độc ác này một cách nhanh chóng. Mình ngồi ở trên lưng của người bạn mới này thì khá là an toàn luôn. Những cái tên cướp dân làng muốn bắn mình thì cũng hơi khó đó. Ủa cái gì đây? Sao mình mất máu dữ? Ô. Sẵn dịp này mình sẽ cho rồng của mình ra trận luôn. Nào, đây là trận chiến đầu tiên của mình và rồng lửa đó. Đâu rồi, rồi. Con rồng sấm sét này. Ui, nó bay nhanh quá. Mình không đuổi kịp theo tốc độ của nó. Ui, nhưng mà rồng của mình thì có nha. Cố lên nào. Ui dồi, mình chưa áp sát nữa mà nó tấn công mình nữa. Cái máu rồi. Wow, nó bay cao quá. Cố lên. Mình đã kéo rỉa được rất là nhiều rồi. Ừ, đúng rồi, đốt nó đi rồng lửa. Ây, rồng mình không đốt tới. Để mình chích điện nó thêm. Mình chỉ còn nước là dõi theo trận chiến từ xa. Ui, đấy rồi. Hay lắm rồng. Yes. Trong lúc mình khó khăn nhất thì rồng đã ra tay giúp đỡ mình rồi. Tuyệt vời. Bạn bè tốt và phải như vậy chứ. Rồi, mình sẽ cất rồng vô lại đi. Ngươi cũng có vẻ khá là mạnh đấy, rồng sấm sét. Thế nhưng mà với sức mạnh tình bạn thì mình đã có thể vượt qua được nó rồi. Tuyệt vời luôn. Không biết rồng mình có mất máu nhiều không nữa. Để mình cho ăn để bồi dưỡng lại cái đó. Rồi, ăn đi bồi dưỡng lại. Wow, nó quýnh rồng mình mất cả đống máu luôn kìa. Phải ăn thật nhiều để bồi bổ lại mới được. Rồi, ok, giờ vô trong nghỉ ngơi đi. Mình sẽ xơi cái xác con rồng này. Sau đó trở về nhà thôi. Cũng đã trễ rồi. Rồi, bây giờ thì dắt rồng hoàng đế về nhà thôi. Ôi, nhưng mà ở bên trong đó thì hơi chật nên mình sẽ cho rồng hoàng đế đứng ở ngoài đi. Ngầu như vậy đứng ở ngoài làm vệ sĩ là hợp lý luôn. Sau đấy mình sẽ dùng gậy rồng để cho rồng hoàng đế ngồi yên một chỗ. À, mình có giáp rồng. Hay là mình sẽ thử cho rồng hoàng đế mặc giáp coi có được hay không. Mặc giáp vô chất thiệt. Này, thích ghê luôn. Dáng ngồi cũng quý tộc nữa cơ. Axolot thì mình sẽ thả ở đây cho sống chung với Leviathan đi ha. Đâu rồi Leviathan đâu? Cho ra ngoài. Còn về phần công chúa thì mình sẽ tạm thời cho vào bên trong lại. Bây giờ thì chỗ mình đã rất an toàn rồi. Rắn các thứ là không còn xuất hiện bên trong này nữa. Nên là mình có thể thả công chúa vào bên trong. Nhưng mà nói chung thì cái hành trình rồng sinh tồn này của mình cũng kết thúc một cách mỹ mãn rồi. Mình đã chuyển sinh thành tất cả các loài rồng. Từ rồng hang động với hơi thở lửa, rồng rừng xanh với hơi thở độc, và cuối cùng là rồng biển cả với hơi thở điện. Ngoài ra thì mình còn có được những người bạn đồng hành cực kỳ xịn sò luôn. Nào là Amphidea nè, rồng kỵ sĩ, rồi cũng như là những cái nhóc rồng tí hon các thứ đâu. Bây giờ thì còn có thêm rồng hoàng đế nữa. Và kể cả rồng hoang dã đó. Wow, mỗi loài rồng thì đều có cái vẻ đẹp và cũng như là sức mạnh riêng á. Và sau khi trải qua rất là nhiều lần chuyển sinh thì các bạn thấy đâu là loài rồng mà các bạn thích nhất. Còn riêng mình thì mình thích nhất là rồng hang động. Vậy đó chính là loài rồng mà mình lần đầu tiên chuyển sinh đó, và cũng gắn bó với mình một khoảng thời gian khá là lâu luôn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi cái hành trình trở thành rồng của mình trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm có dịp gặp lại những cái người bạn rồng này. Còn bây giờ thì chắc phải nói lời tạm biệt với những người bạn rồng trong cái thế giới rồng sinh tồn này rồi. Ủa cái gì đây? Trời ơi, mình tính ra nói lời tạm biệt mà. Đi bắt cá, ok. Leviathan đi bắt cá, bỏ bộn. Trời, tưởng đâu làm gì mà chổng mông lên trời. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những series kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.